Rồi lên đây là dãy giữa. Dãy giữa thì mình được 12 hồ. Bốt ha, bốt đủ kiểu, bốt nhỏ, bốt lớn, bốt 1, 2, 3, bốt đủ thứ cực kiểu bốt hết trơn á. Đây, dọc đây 12 hồ. Hồ 11, hồ 12. Lên tiếp trên này là dãy 12 hồ nữa. Là tổng cộng là mình được 34 hồ lấp đầy ha, không trống hồ nào. Mấy cái hồ nước này là mấy cái hồ nước mi ha. Mấy hồ cuối này là hồ mi, mi 1, 2, 3, mi đủ thứ mi ha, lớn nhỏ mi, mi đủ thứ. Mấy cái hồ úp có thao này là mấy cái hồ đã chuyển bốt này, đã qua bốt rồi. Còn mấy hồ này là chưa nè, vẫn đang còn mi. Đó, vậy đó. Đó, mấy cái hồ úp ca là mấy cái hồ đã chuyển bốt. Rồi, hello anh Sơn ha. Chiếc clip này thì làm riêng tặng cho anh Sơn ha, chứ cũng có để đang làm gì ha. Đây thì em nói qua khu 2 của mình ha. Dãy dưới đây hôm nay là bắt đầu mình đóng từ ở dưới lên nè. Dãy dưới đây thì mình được 10 hồ. Mặt bên này là 5 hồ lắp đầu tiên nè. 1 2 3 4 5. Và hôm nay mình đóng hồ số 2, hồ số 1 và hồ số 3. Ngày mai mình sẽ đóng cho Kiên Giang và để tôm lớn lại cho ngày mai. Hồ số 1, hồ số 3. Mà làm xong em nói xong